Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Lại là Phước Sửu và Trang Trần. Ngày hôm nay Phước Sửu và Trang Trần sẽ đem đến cho quý chị một cơ hội nghề nghiệp không chị? Dạ. Nơi mà gọi là chắt lọc những tinh hoa của toàn thế giới, nơi mà những cái ngành nghề có mặt tại Việt Nam đã khá lâu đời rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ được những cái thương hiệu từ nước ngoài mang đến cho quý chị sẽ một sự trải nghiệm, một cách làm việc mới mẻ và một cái công việc gọi là mang đến tất cả những cái đam mê, một cái sự kết nối và gọi là hỗ trợ nhau rất là nhiều, cùng nhau đi lên một tầm cao mới chị ạ. Dạ, dạ. Công việc đó là như thế nào và chị Trang Trần thì có thể chia sẻ cho mọi người nắm rõ hay không? Vâng, nếu mà bạn gia nhập đội ngũ IRA Việt Nam là một cái cơ hội tuyệt vời, một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho bạn đó. Vì IRA Việt Nam là một công ty môi giới bất động sản cực kỳ chuyên nghiệp. Và không, có mặt ở đâu ạ? IRA Việt Nam có mặt ở hơn 180 nước trên thế giới. Dạ. Và đặt trụ sở ở Mỹ. Khi mà bạn đến New York hoặc bất cứ một thành phố nào ở Mỹ, bạn nói đến IRA thì ai cũng biết hết. Đúng rồi. Tháng 4 vừa rồi Phước Sửu có dịp đi ra nước ngoài để tham dự cái hội nghị IRA Conference được tổ chức tại Las Vegas. Bước ra Mỹ khi mà mình mặc một chiếc áo vest và trên áo vest có logo của IRA thì sẽ có một cái sự tôn trọng rất là tuyệt vời, và bước ra một cái gọi là đất nước, gọi là xứ cờ hoa cực kỳ gọi là rộng lớn, gọi là một đất nước phát triển lâu đời. Và IRA Việt Nam đã tồn IRA của thương hiệu IRA đã tồn tại trên đất nước Mỹ, và cái đó, hội nghị vừa rồi thì có khá nhiều nước trên thế giới tới tham dự chị ạ. Dạ. Rất là quy mô, được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm. Dạ. Tổng kết một năm hoạt động 2023-2022. Dạ. Và đặc biệt là có rất là nhiều chuyên gia cực kỳ giỏi về nghề mới bất động sản tại VIA của thế giới đã tụ họp về Las Vegas để tham dự cái hội nghị IRA Conference. Dạ, tuyệt vời. Khi mà đến với IRA Việt Nam thì các bạn sẽ được gia nhập một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp. Mọi người rất là gắn kết với nhau và chia sẻ với nhau, và đồng thời là các bạn sẽ được tham dự những cái buổi học huấn luyện về công nghệ, về thị trường, về các sản phẩm trên thị trường, về phân tích thị trường ở Việt Nam cũng như là về giá cả vân vân. Đồng thời là sẽ có những cái buổi chia sẻ của những người đi trước, những người có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, ví dụ như telecom hay là cách mà bạn làm digital marketing như thế nào, cách mà bạn chốt deal như thế nào, cách mà bạn làm một cái content để mà quảng bá cho sản phẩm như thế nào, rất là tuyệt vời. IRA Việt Nam đã tồn tại cách đây khoảng 6 năm. Yeah. Và đặc biệt hiện tại thì IRA Việt Nam đã có mặt tại khắp cả nước. Vâng. Từ văn phòng từ Hà Nội, Đà Nẵng và trụ sở chính tại là đường 500-561 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. Yeah. Nhưng chị có thể tới đó, là một cái văn phòng khá lớn, là một cái trung tâm Plaza. Thì ở đây thì có một sự gắn kết tất cả những cái người môi giới lại với nhau. Yeah. Và một cái điều đặc biệt đó là trong cái công ty IRA Việt Nam thì có khá nhiều nhân tài. Yeah. Một cái môi trường làm việc theo phong cách của nước ngoài, không phải áp lực thời gian công việc. Tất cả các bạn có thể là sinh viên, có thể là một nhà đầu tư bất động sản, là những công việc khác thì một chuyên nghiệp có đam mê bất động sản, có thể là cơ bản luật. Vâng. Mình có thể là linh động thời gian, mình có thể là chỉ cần ngày thứ bảy chủ nhật mình có đi xem dự án và tất cả mọi thứ. Khi mà có một cái bất động sản mà giao dịch thì có sự hỗ trợ của kho team của đội ngũ, và có những chuyên gia sẽ là tư vấn cho quý vị để quý vị có thể có tiền. Dạ, vâng. Đó là những điều kiện thuận lợi cũng như là một cái môi trường rất là tuyệt vời để cùng học tập, phát triển cũng như là kiếm thu nhập, một cái thu nhập rất là lớn đối với tất cả các ngành nghề, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì tại EA Việt Nam
thì ngoài cái thu nhập là chính từ cái dòng tiền là mình bán bất động sản thì quý anh chị có thể là mở rộng hệ thống dưới lãi của mình với một cái mức gọi là hoa hồng cực kỳ hấp dẫn mà đội ngũ mang lại, nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều với một mức gọi là lương cơ bản. Sẽ là một cái cơ hội cho quý anh chị có thể là mở rộng cho mình một cái sàn lớn tại ERA. Khi mà quý anh chị có một cái sàn tại ERA, một cái division thì sẽ là có được trang bị chỗ ngồi nè, trang bị cho những kiến thức nè, trang bị cách tuyển dụng, cách quản lý và cái đội ngũ của mình bán thì mình sẽ có một cái mức hoa hồng. Nó là không phải là đa cấp như quý anh chị, ở đây nó chỉ có 2 cấp thôi, và được quản lý minh bạch. Và đặc biệt ở đây tại ERA một cái mức phí chi trả khá cao. Chị có bao giờ nghĩ đến một công ty bất động sản mà chi cho chị mức phí 100% không? Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Và trên thị trường chưa có công ty nào trả mức phí cho giao dịch là 100% các anh chị. Chính xác. Nếu quý anh chị bán một bất động sản gọi là thứ cấp 100 triệu, quý anh chị đem về cho công ty thì công ty chỉ giữ lại 10% và trả ngay cho quý anh chị 90%. 10% này công ty cũng không giữ lại, quý anh chị ạ. Công ty chỉ giữ lại 10% để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho chị. Nếu mà chị bán với mức thu nhập thuế thu nhập cá nhân vừa đủ, không có phát sinh, thì 10% đó mình sẽ khấu trừ và nhận lại được ngay vào cuối năm. Như vậy thì gần như quý anh chị bán sơ cấp thì được hưởng phí 100%. Còn đối với những giao dịch sơ cấp thì từ những level nhỏ mức phí từ khoảng 66% đến 79% là hoa hồng của cá nhân, và cộng với những cái hoa hồng về và tham gia co team hay là hỗ trợ đôn đốc và những người có thể chốt deal được thì mức hoa hồng lên đến 80-mấy% với cá nhân vậy. Và khi mà quý chị mà đã đạt được cái mức đi gọi là đi hoặc là RDD thì quý anh chị có thể mức hoa hồng level của chị lên hơn 90%. Rất là tuyệt vời không chị Trang Trần? Vâng. Khi tham gia tại ERA thì có khá nhiều cái buổi tiệc, những cái nơi gọi là đào tạo những cái chuyên môn bất động sản cực kỳ hấp dẫn luôn. Có thể học hỏi từ những người đi trước, có một văn phòng xịn sò để ngồi, có thể mang thức ăn đồ ăn vào ngay tại văn phòng luôn, thêm một cái phong cách và giống như nước ngoài Tây. Phong cách Tây nha các bạn. Chị Trang Trần cảm nhận như thế nào khi đang làm tại ERA? Và chị có thể chị có suy nghĩ là chị sẽ làm một cái sự nghiệp là cái nơi là phát triển cho chị gọi là về bất động sản gọi là sự nghiệp chứ không phải công việc. ERA không những mang đến cho các agent, những cái người môi giới bất động sản một cái thương hiệu, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, cực kỳ chuyên nghiệp, mà còn cung cấp một môi trường làm việc rất là thân thiện, một cái cơ hội phát triển nghề nghiệp tuyệt vời, được học hỏi, được phát triển, và một cái môi trường thoải mái, không có phải bắt buộc giờ giấc, và mọi người đi làm muốn đến mấy giờ thì đến và muốn về mấy giờ thì về, tùy theo cái sự sắp xếp của mình, do những cái công việc mà mình liên hệ với khách hàng đó, cũng như là đi tham quan dự án, thì tất cả mọi việc nó rất là thoải mái và chủ động trong công việc của mình. Tuyệt vời. Dạ. Hãy đến EA Việt Nam để cảm nhận nghề môi giới là một chuyên viên tư vấn bất động sản cấp cao và tại một công ty bất động sản đa quốc gia như vậy. Dạ. Và tham gia vào để được khám phá tất cả những đất nước thuộc cái hệ sinh thái của EA trên toàn quốc. Như Singapore, Malaysia, Thái Lan, rồi một số bất động sản hạng sang như Mỹ, những đất nước xa hơn về châu Âu nữa. Thì cùng với Phước Sự và Trang Trần sẽ đưa cho quý chị đến những cơ hội nghề nghiệp mới. Nơi đây một nơi gọi là bền vững phát triển sự nghiệp. Rất là nhiều cơ hội để quý chị hòa nhập với ERA và có sự đón chào nồng nhiệt từ tất cả những quý chị agent tại ERA Việt Nam. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Xin hẹn.